Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên, đâu không phải là một môn võ? Judo, kickboxing, phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Giả dối. Giả. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Chân vịt là bộ phận quan trọng của phương tiện nào sau đây? Tàu thủy. Máy bay. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Đâu là tên một nhóm máu trong cơ thể người? Ho. P. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. B. Hoàn toàn đúng. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Hỏi. Xin mời. D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 7. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, là hai câu thơ của tác giả nào? Giang Nam. Phương án C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Gọi điện. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án. À. Và đây là một đáp án. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án C. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án C. Phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này B. Hoàn toàn đúng.
Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi 2 phương án sai. Lựa chọn phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. Bác Hồ đã trồng cây tại địa điểm nào ngày nay ở Hà Nội để mở đầu phong trào Tết trồng cây? Vườn Phủ Chủ tịch, Công viên Bách Thảo, Hồ Gươm hay là Công viên Thống Nhất? Xin mời câu hỏi số 12. Phương án B. Và đây là một đáp án. À, hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Giả dối. Giả. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Sông nào xứ Nghệ đẹp giàu, tên nghe lại nhớ một màu trong xanh? Sông Mã. Phương án C. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Vịnh biển nào sau đây nằm ở miền Bắc nước ta? Vịnh Hạ Long, Vịnh Lăng Cô, Vịnh Cam Ranh hay là Vịnh Hà Tiên? À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu không phải một kiểu bơi? Ếch, vịt, bướm hay là chó? Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Con vật nào sau đây đẻ trứng? Lợn, gà. B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Món trứng nào được ủ trong hỗn hợp đất sét và cho thêm muối, vôi và giấu trong vài tuần hoặc vài tháng? Trứng bắp thảo, trứng vịt lộn, trứng rán hay là trứng kho? À, hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ, thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên.
Tàu hỏa là phương tiện hoạt động trên loại đường giao thông nào? Đường bộ. Phương án C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Người Việt xưa có phong tục nhuộm đen phần nào trên cơ thể? Răng, móng chân, móng tay. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu là tên một loài hoa? 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. B. Hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Loại quả gì có thể được chế biến và bảo quản bằng cách treo gió? Bưởi, hồng, na hay là mít? Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ... Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Điền từ còn thiếu trong câu tục ngữ lửa thử vàng, gian nan thử ba chấm. C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Câu nào sau đây thường dùng để mô tả những đồ dùng bền chắc? Nồi tròn, úp vung tròn. Nồi nào úp vung đấy. Nghe hơi nổi rõ. Hay là nồi đồng cối đá? Xin mời bạn. Hỏi. Xin mời. Phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có... Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Đâu là một khái niệm trong toán học? Đường phèn, đường trắng. D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 2. Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Mèo Moon có bộ lông màu gì? Trắng. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Xà quyền là môn võ mô phỏng động tác của loài nào? Chó. B. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Vật gì che nắng che mưa? Khi đẩy thì tròn, khi kéo thì thon. Áo mưa. C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. À. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn.
Hành trình ai là triệu phú của chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3 chặng rất là quan trọng. Là hành trình ai là triệu phú xin được bắt đầu. Câu hỏi số 1. Hơi tiếc một chút. Và như vậy, chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Xin cảm ơn bạn.